Tiếp theo là combo số 39 nha quý vị. Cái combo này có 6 cây mai chiếu thủy ôm đá nha quý vị. 6 5 cây mai chiếu thủy ôm đá với một cây xương liễu ôm đá. Cái này tôi ôm cũng được 2 tháng rồi. 360k bao phí ship toàn quốc luôn ha. Đây cây số 1 nè. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước ha. Cái này về quý vị lấy cái chậu lớn hơn trồng vô thời gian thì nó ôm vô nha quý vị. Chạy văn nghệ chui cho nó vui. Tất cả đều ôm đá hết. Này là tôi lắp đất trồng lại nha quý vị. Cái này cũng ôm vô cục đá luôn. Đó. Đá này đá tai mèo nha quý vị. Ôm đá luôn. Sương liễu. Có con lô này duy nhất nữa nha. Bữa hổm có con lô tôi bán rồi. Còn lô này lại nữa. Này bán cho có chứ. Hôm rồi mấy ngày không có bán hàng. Rồi xuống luôn quý vị ơi.